Hi, Quyền xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Và phía sau Quyền đây có rất là nhiều mẫu tủ lạnh đang có chương trình giảm giá cực sốt. Và ngày hôm nay thì Quyền sẽ giới thiệu đến với cô chú anh chị bạn mình một mẫu tủ lạnh đến từ thương hiệu Nhật Bản và đang có chương trình giảm giá cực sốt giá dưới 5 triệu đồng. Bảo hành cho chúng ta là 2 năm, có công nghệ tiết kiệm điện, inverter, một ngày chưa tới một ký điện luôn của chị bạn mình ơi. Xin mời cô chú anh chị bạn mình hãy cùng Quyền cùng nhau tìm hiểu về dòng tủ lạnh giá rẻ này nha. Và đây là tủ lạnh Panasonic 180 lít và có công nghệ tiết kiệm điện inverter. Và chúng ta sẽ có mức giá cực kỳ hấp dẫn và ưu đãi trong ngày hôm nay, 6.590.000, giảm chỉ còn có 4.790.000. Và chúng ta sẽ được bảo hành là 2 năm. Máy sẽ cho chúng ta một cái không gian cũng khá là rộng rãi từ ngăn đá. Trên đây, ngăn đá thì chúng ta sẽ có một khay. Ở đây là cái khay này để chúng ta có thể để đồ. Một khay này làm đá bi và chúng ta có thể để lấy ra bên ngoài được các bạn nha. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có nút điều chỉnh các bạn. Ở đây nút điều chỉnh ha, để chúng ta có thể điều chỉnh nhiệt độ của ngăn đá. Bên kích cửa thì chúng ta sẽ có một khay, hai khay để mà chúng ta để thêm đồ. Về cánh cửa của ngăn mát thì chúng ta sẽ có một cái viền mạc chrome bằng inox thế này, rất là đẹp và rất là tinh tế, tạo một điểm nhấn rất là bắt mắt. Cánh cửa thì chúng ta sẽ được sơn tĩnh điện rất là đẹp nha. Đây là cái màu bạc rất đẹp. Phía bên trong của ngăn mát thì chúng ta sẽ có một khay, hai khay và ngăn rau củ quả dưới này. Ở phía bên trong này chúng ta sẽ có một cái nút điều chỉnh nhiệt độ nằm ở vị trí đây, nhiệt độ của ngăn mát các bạn nha. Cái khay này chúng ta có thể đem lên xuống được các bạn nha. Về phần bên cánh cửa thì chúng ta sẽ có một khay, hai khay, ba khay để mà chúng ta để đồ và có khay để trứng các bạn nha. Đây là cái khay để trứng nè. Rất là đẹp. Tủ này thì có 170 lít thôi, nó phù hợp với 2-3 thành viên ha, hoặc là các bạn mà học sinh sinh viên ở trọ, cô chú anh chị mình đi làm ở xa mà ở trọ thì đây là một trong những cái tủ mà có thể nói là rất là đáng để mà chúng ta có thể mua mà trang bị cho căn phòng của chúng ta, ngôi nhà của chúng ta. Rất là đẹp, nhìn rất là sang nha. Màu bạc, cái viền nè, mạp chrome rất là nổi bật. Thương hiệu Panasonic là một trong những thương hiệu đến từ Nhật Bản, khá là nổi tiếng và cũng như là khá là uy tín về chất lượng. 4.790.000 và chúng ta sẽ được bảo hành là 2 năm. 1-1 trong 30 ngày nếu sản phẩm loại nhãn xuất đạt chuẩn 5 sao. Đó, 5 sao luôn nha. Một ngày không tới một ký điện nha cô chú và bạn mình nha. Đó. Mẫu này thì Quyền hỗ trợ giao hàng toàn quốc từ Bắc vô Nam. Đó, cô chú anh chị bạn mình mà muốn mua mẫu này cứ gọi điện trực tiếp cho Quyền. Đó, để Quyền có thể cập nhật giá là chính xác. Tại vì ngày hôm nay là Quyền làm cái clip này là vào ngày 11 tháng 7. Thì ví dụ như cô chú anh chị bạn mình một tuần sau hay là hai tuần sau mình mới xem được clip này thì Quyền cần phải cập nhật giá lại cho nó chính xác. Đó, tại vì hiện tại là giá nó sẽ thay đổi liên tục theo từng ngày. Cô chú anh chị bạn mình thông cảm cho Quyền về việc này nha. Đây là một trong những mẫu tủ lạnh mà Quyền nghĩ là rất là đáng mua để mà chúng ta để trong phòng trọ nè, trong phòng hoặc là trong gia đình nhỏ của chúng ta. Cô chú anh chị mình thấy như thế nào về dòng tủ lạnh này, hãy bình luận dưới video này cho Quyền biết với nha. Còn nếu mua tủ lạnh này hãy gọi điện trực tiếp cho Quyền qua số điện thoại trên màn hình. Đó, hoặc có thể nhắn tin Zalo cho Quyền nha. Giao hàng toàn quốc, bảo hành toàn quốc, giao hàng tận nhà mới thanh toán nha. Rất là ok đúng không nào? Tủ lạnh giá rẻ, thương hiệu Nhật, bảo hành 2 năm, tiết kiệm điện inverter 170 lít, chỉ có 4.790.000 tại Điện Máy Xanh.